Hương Giang bị đàn chị bóc trần tính cách ngoài đời, tiết lộ tình trạng sau scandal chấn động. Tạm xa showbiz một thời gian, đến khi trở lại, Hương Giang gần như trở thành con người khác. Cô thấy mình không cần phải phô diễn cái tôi quá nhiều như trước, cũng không cần giải thích dài dòng mọi chuyện. Mới đây, Hương Giang tham gia chương trình cùng với CEO Nguyễn Thị Thu Trang. Tại đây, nàng hậu trả lòng khá nhiều về khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với scandal bị anti-fan kêu gọi tẩy chay diện rộng. Cũng nhân dịp này, khán giả có cơ hội hiểu thêm về con người Hương Giang. Chia sẻ về đàn em, CEO Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, cô nhận thấy nhiều sự thay đổi của Hương Giang sau thời gian dịch bệnh. Tôi thấy Hương Giang trầm tính đi một chút và biết để ý khéo léo hơn. Ngày xưa, Hương Giang ít khi để ý mọi người xung quanh, nhưng bây giờ cũng dành thời gian để ý nhiều hơn. Hương Giang cũng xác nhận điều này. Cô cho biết mình thay đổi là có lý do, vì tự nhận ra nhiều điều sau những chuyện đã xảy ra. Tạm xa showbiz một thời gian, đến khi trở lại, Hương Giang gần như trở thành con người khác. Nàng hậu thấy mình không cần phải phô diễn cái tôi quá nhiều như trước, cũng không cần giải thích dài dòng mọi chuyện, cương lên chứng tỏ mình. Bởi không phải cái gì cô suy nghĩ cũng đúng. Tôi bình tĩnh hơn trong cách nhìn nhận mọi thứ, tôi nhìn nhận về bản thân mình một cách khách quan, không phải lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Bây giờ tôi thuận theo tự nhiên hơn và bình thản trước tất cả mọi thứ, không nhất thiết phải cưỡng chế cảm xúc của mình, Hương Giang chia sẻ. Có hai vấn đề mà Hương Giang nghiệm ra sau dịch, một là cuộc sống rất mong manh, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hai là từ một nghệ sĩ cô lùi về làm doanh nhân, nhà sản xuất và cân bằng được hai điều này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Trước đây Hương Giang nghĩ mình là người nổi tiếng nên không xuất hiện quá nhiều, gặp gỡ quá nhiều người. Nhưng hiện tại cô còn là doanh nhân nên cởi mở và thường đi giao lưu hơn. Tiết lộ với con người Hương Giang, CEO Nguyễn Thị Thu Trang nhận xét, nếu ai không gặp Hương Giang ở ngoài, chỉ nhìn trên TV, sẽ nghĩ Hương Giang có gì đó xa cách vì những hình ảnh đó rất sang chảnh. Sau khi tiếp xúc với Hương Giang, tôi nhận ra rằng ai càng hiểu sẽ càng yêu quý cô ấy hơn. Tôi thấy Hương Giang rất thông minh, cái gì cũng biến thành hài hước được. Hương Giang bật cười cho biết trước đây cũng nhờ tính cách hài hước mà mình được mọi người yêu mến. Nhưng sau này nổi tiếng hơn, cô dần xa cách vì hình ảnh ngôi sao bí ẩn khó chạm tới. Sau khi nhận ra mình đã suy nghĩ sai, Hương Giang hiện tại thay đổi rất nhiều, học cách chia sẻ nhiều hơn. Hiện tại sau ồn ào nghiêm trọng của sự nghiệp, Hương Giang hạn chế xuất hiện trước truyền thông mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên bạn trai Mạch Liêu. Kể từ ngày chính thức nên duyên tại chương trình Người ấy là ai, Hương Giang và Mạch Liêu luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt. Dù thời gian qua Hương Giang nhiều lần đối mặt với hàng loạt ồn ào không đáng có, khiến cô nàng phải tạm lặng mất tâm khỏi showbiz một thời gian. Thế nhưng có thể thấy, Mạch Liêu vẫn luôn bên cạnh ủng hộ bạn gái mà chẳng ngại ngần sự gay gắt từ dư luận. Đặc biệt trên trang cá nhân, cặp đôi cũng thường xuyên khiến nhân tình ghen tị đỏ mắt với những khoảnh khắc tình tứ bên nhau hay những lần rải thính trên mạng xã hội. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang vừa đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đang đi du lịch tại Đà Lạt cực kỳ sang chảnh, lại còn đính kèm dòng trạng thái. Thử thách 6 ngày 6 đêm đi dạo ở Đà Lạt, ai gọi cũng không về, khách hàng gọi về ký hợp đồng, về luôn. Đáng chú ý, ngay khi bạn gái đăng tải không lâu, Mạch Liêu liền để lại câu hỏi khó bên dưới phần bình luận. Anh gọi em về liền không, khiến dân tình không khỏi thích thú, háo hức chờ xem nàng hậu chuyển giới sẽ đáp trả bạn trai như thế nào. Tuy nhiên đến hiện tại, dòng đùa vui của Mạch Liêu nhận bão ha ha từ netizen, rơi vào trường hợp quả thật khó xử nên Hương Giang cũng chẳng có động thái gì, không thả cảm xúc, không đáp lời. Có thể thấy, không chỉ thể hiện tình cảm với bạn gái vào những dịp đặc biệt, Mạch Liêu còn thường xuyên khoe ảnh người yêu và chăm tương tác với cô nàng trên mạng xã hội. Ngoài ra, nam CEO còn thường xuyên tháp tùng Hương Giang dự sự kiện và tận tình chăm sóc cho người đẹp từng chút một, khiến ai nấy không khỏi suýt xoa.